Thưa quý vị, người Lô Lô là những cư dân đầu tiên đến định cư tại Lũng Cú, huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Cho đến ngày hôm nay thì họ vẫn giữ được những tập quán sinh hoạt từ hàng trăm năm trước. Mừng thọ cho người già là một trong những nghi thức quan trọng trong đời sống của người Lô Lô. Nếu như người miền xuôi làm lễ mừng thọ vào đầu năm mới thì người Lô Lô làm mừng thọ khi đã thu hoạch xong ngô lúa. Vậy thì lễ mừng thọ của người Lô Lô có điều gì khác biệt? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hôm nay, anh em Sình Dì Gai đến nhà bà cô họ để làm lễ mừng thọ. Bản Lô Lô Trải có 15 người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, năm nay, chỉ bà cô của Sình Dì Gai là làm lễ mừng thọ. Thầy cúng đã được mời tới nhà từ rất sớm để làm các nghi lễ mừng cho gia chủ. Mỗi người đến mừng thọ đều mời bà chủ một thìa cơm, một miếng thịt và một chén rượu. Lần lượt, từng người sẽ chúc phúc cho gia chủ. Họ cũng mang theo bát gạo, chai rượu và một ít tiền. Kết thúc lễ mừng thọ, gia chủ mời tất cả họ hàng và hàng xóm ăn uống no say. Bản Lô Lô có 60 người già, nhưng năm nay chỉ có bà cô họ của trưởng thôn làm lễ mừng thọ. Vì nghi lễ này cũng khá tốn kém. Trong sắc xuân mới của đất trời, phụ nữ Lô Lô lại súng xính váy áo đi hội. Người Lô Lô hiểu rằng duy trì được nét văn hóa truyền thống của dân tộc cũng đồng nghĩa với việc cộng đồng dân bản sẽ gắn bó, đoàn kết với nhau hơn. Họ tạo dựng được nét văn hóa độc đáo nơi cực Bắc của Tổ quốc.